Hello các bạn. Thì mình mới vừa thay nước mấy cái hồ cá xong luôn nè mọi người. Đang làm thì mưa luôn các bạn. Nhưng mà cũng không sao, tại vì hôm nay mình làm cũng ít à. Đấy. À, những cỗ máy bào nhà mình nè. À. Hôm nay thì mướt mướt lên được chút là mọi người, tại vì mình cũng cho ăn lượng thức ăn cũng nhiều nhiều lên chút rồi. Hôm bữa sau cái cơn săn trấn tâm lý vừa rồi thì nhát tay luôn anh em, không dám cho cá ăn nhiều nữa. Đó, hôm nay là bắt đầu là thúc thúc lên rồi. Hôm bữa lên nuôi án nhiều lắm, được mười mấy cháu lận á, mà gãy quá chừng, tiếc hồi hồi luôn anh em. Cái hồ này thì có platinum với lại moly platinum với lại cá bảy màu red lay nha. Nhưng mà bài cá bảy màu này có bộ là đẹp luôn rồi. Dành ăn không lại cá muốn mọi người, không dành ăn không lại moly. Đó. Rồi. Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với lại các bạn cái về cái thời điểm mà các bạn hút cặn chăm nước mới cho cái hồ cá hợp lý nha. Thì cái chuyện mà cái hồ cá của mọi người cái nước bị đục các bạn làm, các bạn thay nước thì quá bình thường rồi. Nhưng mà đôi khi cái hồ cá của mọi người nước vẫn trong, thấy vẫn ok, vẫn bình thường hết. Nhưng mà các bạn cũng cần phải làm, là lý do tại sao. Đó. Thì các bạn có xem kênh của mình á, thì chắc các bạn cũng thấy là nhiều khi cái hồ cá của mình á cặn phân quá chừng luôn, nhưng mà mình nói để ngày mai mình mới thay nước là tại vì cái cặn phân tuy nhiều nhưng mà cặn phân không có bị tan, không có bị rã. Đó, cặn phân cá vẫn nằm im một chỗ, không có bị tan, không bị rã, chất lượng nước vẫn còn khá là tốt. Lúc đó là mình có thể là mình từ từ mình làm cũng được. Nhưng mà cái trường hợp tuy nước cái hồ cá của các bạn trong nhưng mà cái cặn phân bị rã ra trong nước, bị rã ra, rã thành mùn, thành bụi á. Đó, lúc đó là mọi người phải tranh thủ mọi người hút cặn, mọi người chăm nước mới đây nha. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà cá của mọi người bơi tới bơi lui để ăn á, thì vô tình sẽ quậy cái cặn bụi đó lên. Rồi bắt đầu cá hô hấp đốp vô đốp ra, đốp vô đốp ra đó. Thì cái cặn bụi đó sẽ kẹt vô mang cá nha. Kẹt vô tới cái mang cá rồi là bắt đầu là mấy cái bụi đó sẽ nằm trong đó. Hầu hết sẽ nằm ở trong đó, kẹt ở đó rồi bắt đầu là gây nhiễm khuẩn mang, gây nấm mang rồi các kiểu luôn á. Cho nên là mọi người tranh thủ mọi người làm khi mà thấy cặn phân của cái hồ cá của mọi người bị rã. Ở đây mình nhiều khi á, ngoài cái chuyện mà cặn phân nhiều mình cần phải hút ra, thì mình thấy mấy cái hồ cá mà bị phân bị rã ra trong hồ nhiều là mình cũng phải hút, mặc dù nước vẫn còn tốt và phân vẫn rất là ít. Đó. Rồi. Thêm một chuyện nữa là cái mình nuôi cá thì môi trường nước tốt nhất là một là nước trong, hai là nước tảo nha anh em. Nhưng mà cái nước trong mình xếp sau nước tảo. À, nuôi ta cá mà hô để cá khỏe, cá mau lớn thì chỉ có nước tảo là tốt nhất. Cái nước trong mới là xếp sau. Thì nước tảo thì mình sẽ có nhiều loại tảo lắm, có tảo có hại, có tảo có lợi nha. Chứ không phải là tảo nào cũng có lợi đâu. Tảo có lợi thì gồm có tảo xanh, tảo khuê. Đó, tảo đó trong nuôi trồng thủy sản người ta thường hay áp dụng, người ta gây tảo cho cái hồ cá của người ta, cái hồ tôm của người ta để người ta nuôi cơ tôm nuôi cá tốt. Còn một loại tảo mà mình thấy là hơi có hại một tí, cái này cũng không phải có hại, mà là do cái chỗ bố trí hồ cá của mọi người không được phù hợp cho nên mới lên cái loại tảo này, là cái tảo nâu. Ở cái tảo nâu thì sẽ lên màu nâu đỏ nha, lên màu nâu đỏ. Và thường thường mấy cái hồ cá mà lên tảo nâu như vậy là cái hồ cá của bạn nằm ở ngay với cái vị trí bị tối và bị lạnh. Cái nước hồ cá sẽ lạnh. Đó. Còn như tảo xanh với tảo khuê sẽ phát triển tốt ở cái điều kiện đầy đủ ánh sáng nha. Tảo xanh tất nhiên. Tảo xanh này á thì hơi đậm nè, xanh nhạt hơn một chút nữa. Xanh nhạt thôi. Rớt chừng đâu xanh màu này nè mọi người, cái màu lên vầy vầy là đẹp nè, nè cái màu lên vầy vầy là đẹp nè anh em, đừng có để xanh nữa. Cái lượng nước vẫn còn thấy trong, vẫn còn thấy được đáy hồ, vẫn còn thấy được cá bơi trong đó là đẹp. Đừng có để xanh quá, xanh đen luôn là cá của bạn dễ bị ngộ độc khí lắm nha. Rồi, còn cái chuyện mà cặn phân nhiều các bạn cần phải hút ra, mặc dù nước của các bạn vẫn trong nhưng mà cái hồ cá của mọi người bị cặn phân nhiều thì các bạn vẫn phải hút ra. Lý do là tại sao? Tại vì cái lượng phân cá sẽ phân hủy ra được một số chất có hại cho cá. Đó, trong cái hồ của bạn có rong có bèo còn đỡ. Rong bèo sẽ sử dụng những cái chất đó làm chất dinh dưỡng.
còn đỡ. Còn nếu mà hồ cá của bạn không có rong, không có bèo nuôi trơn trơn như vậy thì một sẽ lên tảo xanh rất là nhiều. Hai là khi mà thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh đó, thì cái bề mặt của nước hồ của mọi người đó, sẽ bị lạnh. Lúc đó là cái mấy cái khí độc nó thoát ra không có kịp là cá của mọi người bị ngộ độc khí. Đó, đó là lý do tại sao mà đang nắng cái mưa cái ngủ qua đêm cái thấy cá lội lềm bềnh lởm bểnh. Ha, đa số là bị ngộ độc, một phần sốc nhiệt, một phần ngộ độc. Còn cái chuyện mà để hạn chế cặn phân tan ra trong nước thì mọi người có thể sử dụng ốc táo. Sử dụng ốc táo sẽ rất là đỡ con cái đó. Ốc mặc dù là ăn rất nhiều, đi phân rất là nhiều, nhưng mà được cái là phân ốc sạch không phân cá nha. Đây để mình dẫn các bạn đi xem cái hồ, mình cố ý mình chừa cái hồ này lại để cho các bạn ngó nè. Phân ốc hồ có ốc, phân ốc sẽ như vậy. Mặc dù các bạn thấy nhiều nhưng mình vẫn rất là ổn nè, cá bơi bơi quạt quạt phân rớt lên rớt xuống đồ các kiểu không sao hết. Nhưng mà cái hồ không có phân đâu rồi, đâu rồi, mình có chừa đây nè mọi người. Cái hồ này, cái hồ này cặn phân nhiều nè, phân bị tan nè mọi người thấy không, phân bị tan mặc dù là nước nhìn vô trong không, trong múc lên mình thấy trong luôn á đó. Nhưng mà cái kiểu này mà các bạn không thay là lạng quạng đàn cá của bạn rất là dễ bị bệnh nè. Với lại cá bột mà cái kiểu mà cặn phân nhiều có vậy, các bạn không hút, các bạn không thay, các bạn cho ăn tới 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 luôn là dễ bị túm đuôi kiềm đó. Cái đó là nói chuyện về cặn phân rồi các kiểu lum la ha. Rồi hồi nãy mình nói tới tảo rồi đúng không, rồi cặn phân rồi đúng không, rồi để mình nói gì nữa ta, đúng rồi, cái hồ cá của mọi người bố trí chỗ nào mà thoáng thoáng tí nha, đừng có nhét vô kẹt. Nhét vô kẹt là chắc chắn cái đàn cá đó là lạnh ngắt luôn, lạnh là dễ bị bệnh lắm. Trong cái hồ mọi người có thể là nuôi thêm bèo, nuôi thêm bèo thì các bạn sẽ đỡ cái tình trạng mà bị lên nước tảo. Hầu như những cái hồ mà có bèo với lại rong nhiều là tảo nước tảo lên không có nổi, còn những cái hồ mà không có rong bèo thì nước tảo sẽ lên, mà nước tảo lên mà để đậm dữ quá thì cũng dở đó. Cái này mình nói hai lần rồi đó, rồi cũng không còn gì để nói với lại mọi người nữa. Bên đây là mình xong hết rồi, hút cặn rồi xong xuôi hết rồi, cá đồ cũng đã thả ra đồ hết rồi, chỉ có cái hồ đó với lại cái hồ bên đây là mình chưa có ấy thôi. Ngày hôm nay là đuối mọi người, làm hết cái góc nuôi cá này là sẵn luôn á, muốn sẵn luôn anh em. Cá đẻ anh em ơi, quên cập nhật với lại mọi người luôn nè. Đừng mua coi biết kia đã, cá đẻ thì làm xong rồi. Mỗi lần mà các bạn hút cặn, các bạn chăm nước cho cá như vậy thì các bạn làm ít thôi cũng được, không cần các bạn làm nhiều đâu. Nhưng mà mấy cái hồ mà bị phân tan ra ngoài nước nhiều quá thì mọi người hút nhiều nước tí nha, tại vì cái phân còn lơ lửng ở trong nước nhiều quá, mọi người hút nhiều tí, mọi người chăm nước mới vô đó, rồi lúc đó là mọi người cho thêm ốc đồ vô, cho thêm một vài bé ốc táo rồi vô cho ốc ăn ba cạp cạp ba cái cặn phân đó đó, để giúp cải thiện cái bụi cặn lơ lửng trong nước nha. Đó. Nè, mấy cái hồ cá này của mình có bèo nè. Cái hồ nhiều khi các bạn thấy cái đáy hồ đang thui luôn nhưng mà cái nước hồ người ta nè, thấy không? Đó. Nhưng mà cái nước này cũng chưa phải là tốt nhất. Mình nói thật, như mình nói nãy, mình khoái nuôi ở nước tảo hơn. Nước trong cũng được, nước tảo cũng được, miễn sao cá khỏe là được anh em. Đừng có để mà nước lên kiểu đục hoặc là để lên kiểu mà bụi trôi lơ lửng ở trong nước nhiều quá, lúc đó là mọi người gặp công chuyện tới công chuyện liền luôn. Thời tiết thay đổi rồi các kiểu là các bạn tới công chuyện liền luôn á, làm không kịp đâu. Cá mình đang thúc nha, cá đang thúc mạnh luôn á. Ngày mai để mà mai mình dặn trùng luôn coi, hết trùng nữa rồi mọi người. Mấy bữa nay trùng vừa mắc mà vừa thiếu nữa chứ. Mình cái giống nuôi cá của mình thường bữa nuốt 2 kg trùng đâu có hết đâu, nhưng mà bữa nay hôm qua mình lấy về 2 kg là nuốt sạch không dư luôn. Cái này nè các bạn thấy không, trứng ạc, cho vỏ trứng ạc trô mia đó các bạn. Chưa à, ủa
Này đẻ nữa nè anh em. White Tiger. Ngon lành. Lớp. Đẻ nữa nè anh em. Thay nước là đẻ luôn. Meta Blue Red. Cái này thì mình có bài rồng xanh của mình có tách đẻ cho một cá mái này nha. Đó. Mới tách. Nãy thay nước thấy là tách luôn á. Gốc nuôi cá beta của mình nè anh em, cũng mới vừa cho cá ăn xong rồi, cũng mới vừa thay nước. Chủ yếu thay nước ở đây là mình chỉ xả tràn thôi mọi người, sung lắm. Để mình lấy cái cây cà lộn mặt. Chủ yếu là mình chỉ xả tràn thôi, bơm nước vô đầy cái là nước từ ấy ra thôi. Cá mình cũng mới vừa cho ăn trùng chỉ đó, bị hư á, mà bị đi xa đó mọi người, xác nè. Mình mới vừa tách cái bé cá trống này ra để mình coi vàng form rồi vàng màu rồi như thế nào để ghép thử coi. Mình thấy vàng form cũng khá là ổn, màu rồi hơi đậm đó. Màu này thì mình cũng không phái lắm, hơi tối. Mình thấy phái cái mảng màu, màu tươi hơn. Các bạn ép cá beta thì cá sung, cá trống sung thì mới được nha. Cá trống không sung là cá mái đẻ xịt là một. Cái thứ hai nữa là nhiều khi cá mái đẻ không có trống mọi người. Đó. Thôi, bye bye, tạm biệt các bạn nha. Hẹn lại mọi người vào tối ngày mai. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn. Thì anh em cứ quan sát cái hồ cá của mình, thấy cảm thấy cá này đang sung, bầy cá đang sung, nước hồ đang tốt rồi mọi người, không cần thay. Còn nếu mà các bạn thấy cái nước hồ này cảm thấy cá mình mà sống trong đây lâu quá mà hầu như chỉ là kinh nghiệm cảm giác trực giác rồi các kiểu thôi, thấy cá mình mà sống trong đây lâu mà sẽ gặp vấn đề thì mình thay thôi. Nhưng mà mình thấy là cái hồ đục, tức là cái hồ mà bụi phân nhiều thì phải thay, không thay là sớm muộn cũng hư à. Đó, tạm biệt anh em.